Đây chắc chắn là một trong những sự trùng hợp khó tin nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ. Hai sự cố đủ sức gây thảm họa lại đồng thời xảy ra, như thể bị số phận trêu ngươi. Thế nhưng kết quả lại là chúng triệt tiêu lẫn nhau. Nhờ vậy mà năm phi hành gia cùng hàng chục tỷ đô thiết bị vũ trụ đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Một cuộc đào thoát ngoạn mục như phim Hollywood đã diễn ra. Nhân vật chính của nhiệm vụ lần này là tàu Contoy Columbia. Ngày 23 tháng 7 năm 1999, Columbia chậm rãi rời bệ phóng giữa tiếng gầm vang. Nhưng lúc đó, một trong ba động cơ bỗng phát ra ánh sáng kỳ lạ ở đầu vòi phun. Chiếc động cơ dùng trong nhiệm vụ này thực ra là đồ cũ đã sử dụng 18 lần. Trước đó, nó từng tham gia 18 chuyến bay. Sau nhiều lần chịu nhiệt độ và áp suất cực cao, một số ống dẫn oxy lỏng bên trong đã xuất hiện vết nứt. Cách xử lý khi gặp lỗi này là dùng đinh bịt để chặn phần ống bị hở, ngăn oxy lỏng rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng một trong những chiếc đinh bịt đó lại bung ra do rung chấn mạnh. Dưới áp suất cực cao, nó bị hút đi với tốc độ 30 m mỗi giây, đâm thủng một lỗ nhỏ trên thành trong của vòi phun. Ánh sáng xanh kỳ lạ kia chính là hydro lỏng đang rò rỉ. Do không có cảm biến nào theo dõi phần đầu vòi phun nên không ai nhận ra điều đó. Các phi hành gia vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình bay vào không gian. Lúc này chỉ có hai khả năng chờ đợi họ. Nếu may mắn, bộ điều khiển nhiên liệu sẽ tự cân bằng áp suất, bơm thêm oxy lỏng để bù cho phần áp suất mất đi của hydro, khiến nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn bình thường. Hậu quả là tàu không đủ nhiên liệu để đạt đến độ cao dự kiến. Nếu xui rủi, vòi phun sẽ nổ, gây ra phản ứng dây chuyền và kết cục là nổ tung, toàn bộ thiệt mạng. Nhưng đúng vào lúc nguy cấp nhất, một rắc rối khác lại âm thầm xảy ra trong khoang lái. Một con ốc bị siết quá chặt khiến mép kim loại bị gồ lên và sắc nhọn, trong lúc rung lắc đã liên tục cọ vào dây điện bên cạnh. Cuối cùng, lớp cách điện bị mài thủng, làm lộ dây dẫn và gây đoạn mạch. Nhiều thiết bị lập tức ngừng hoạt động. Trong phòng điều khiển, chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Giữa lúc hỗn loạn đó, một sự trùng hợp khó tin lại âm thầm xuất hiện. Trong số các thiết bị bị treo có một máy tính điều khiển lưu lượng oxy lỏng của động cơ. Mỗi động cơ vốn được trang bị hai máy tính, cùng đọc giá trị áp suất trung bình để điều chỉnh dòng oxy. Khi một trong hai máy tính bị treo, chiếc còn lại hiểu nhầm rằng lượng oxy trong động cơ đang quá nhiều và tự động giảm lưu lượng cung cấp. Khi ấy, điều kỳ diệu đã xảy ra. Động cơ bên phải bị rò rỉ tiêu thụ oxy quá mức, còn động cơ giữa lại bị thiếu oxy do đoạn mạch. Một bên dư, một bên thiếu, và tốc độ tiêu thụ oxy tổng thể lại vô tình trở về mức bình thường. Dù lực đẩy có suy giảm đôi chút, khiến Columbia chỉ đạt độ cao thấp hơn dự kiến, nhưng sau đó, động cơ quỹ đạo với hệ thống nhiên liệu riêng đã được kích hoạt để bù lại độ cao. Nhiệm vụ có thể tiếp tục. Cuối cùng, kính viễn vọng Chandra được triển khai thành công. Trong hành trình trở về, họ không cần dùng đến động cơ chính nữa. Cả năm phi hành gia đều an toàn hạ cánh xuống trái đất, kết thúc một cuộc thoát hiểm kỳ diệu giữa ranh giới sinh tử.